Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý có trong bản tin hôm nay. Long An thu ngân sách năm 2023, ước thực hiện đạt 11 trên 16 lĩnh vực. Ngộ độc rượu methadone tái diễn. trên thế giới mô hình giúp nông dân thoát nghèo ở Thái Lan. Thưa quý vị, tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 9 đạt hơn 13.700 tỷ đồng, đạt 68% dự toán tỉnh giao, giảm đến gần 16% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản và lệ phí trước bạ nhà đất giảm mạnh, dự báo cả năm 2023 giảm khoảng 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ. Bên cạnh đó là do tác động từ những chính sách giảm thuế, gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp như giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, giảm 30% tiền thuế đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng thuê đất trả tiền hàng năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và là tiền thuê đất năm 2023. Ngoài ra, kết quả thu ngân sách nhà nước tại địa bàn các huyện, thị xã, thành phố cũng đạt thấp so với dự toán và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Những điều này đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Ước ừ cả năm 2023, có 11 trên 16 lĩnh vực thu đạt và vượt dự toán, 5 trên 16 khoản thu đạt thấp và hụt thu tại quyện tân thạnh vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng hai cầu giao thông nông thôn tại hai xã tân hòa và xã bắc hòa Tổng kinh phí xây dựng hai cầu giao thông trên 1,1 tỷ đồng do Quỹ ban Nhân dân xã Tân Hòa và xã Bắc Hòa, quyền Tân Thạnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quyền Tân Thạnh vận động mạnh thường quân và nhân dân tài trợ. Cũng tại buổi lễ Khánh Thành Cầu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quyền Tân Thạnh trao 200 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 150.000 đồng. Dịp này, Quỹ ban Nhân dân tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp trong xây dựng các công trình dân sinh tại xã Tân Hòa và xã Bắc Hòa, quyền Tân Thành. Xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành tổ chức khởi công công trình lộ bê tông giao thông nông thôn đường Chùa Ông giai đoạn 1, ấp 1. Công trình có chiều dài 750m, được thi công với quy cách mặt đường rộng 3,5m, độ dày 0,18m, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ 400 triệu đồng, theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, nhân dân đóng góp 488 triệu đồng. Đây là công trình thứ tư của xã tính từ đầu năm cho đến nay. Từ đầu năm đến nay, xã Vĩnh Công đã thi công 4 công trình giao thông nông thôn liên ấp với chiều dài hơn 1.800m, tổng kinh phí 3,9 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,5 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ vào quyết định ban hành Bộ Tiêu chí ấp nông thôn mới, quy định xét công nhận thu hồi quyết định công nhận ấp đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Năm 2023, huyện Tân Trụ triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí ấp nông thôn mới tại 40 ấp trong quyền. Theo đó, các xã trong quyền tập trung thực hiện bộ tiêu chí ấp nông thôn mới gồm 8 tiêu chí với 22 chỉ tiêu cụ thể về ban phát triển ấp chất lượng môi trường sống, cảnh quan, không gian, văn hóa, y tế, an ninh, trật tự, ý thức công dân. Đến nay, Quỹ ban nhân dân quyền Tân Trụ quyết định công nhận 15 ấp đạt ấp nông thôn mới, 3 xã Tân Bình, Lạc Tấn, Bình Trinh Đông có 100% ấp đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện nghị quyết quyền Quỹ Tân Trụ năm 2023, quyền Tân Trụ phấn đấu xây dựng thành công ít nhất 2 xã đạt chuẩn nông nông mới nâng cao và đến năm 2025, huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xây dựng nông thôn mới là một trong hai chương trình đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Quyền Tân Trụ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, với việc đạt chuẩn quyền xây dựng nông thôn mới theo tinh thần của Nghị quyết, thì đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây đã và đang gặt trái ngọt từ thành công của chủ trương ý đảng lòng dân. Qua hơn 10 năm nỗ lực và kiên trì, đến nay huyện Tân Trụ đã phát triển vững mạnh, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đáng chú ý, khi thu nhập bình quân đầu người của người dân huyện Tân Trụ đạt khoảng 54 triệu đồng một người mỗi năm. Hệ thống đường giao thông tỷ lệ nhựa hóa bê tông hóa đạt 100% với khoảng 40 cây số. Đường trục xã, liên xã và đường sớm ấp tổng chiều dài trên 226 cây số được bê tông hóa đạt 100% tôi rất là tự hào vì người con Tân Trụ là quê hương Tân Trụ thì rất là thay đổi là bộ mặt nông thôn nó thay đổi rất là nhiều đời sống bà con nó cũng có nâng cao bước để khơi dậy nguồn lực, sự chủ động tham gia của người dân vào việc kiến thiết xây dựng quê hương. Ngoài kinh phí ngân sách các cấp, Tân Trụ còn phát huy tốt phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Riêng trong năm 2023, huyện Tân Trụ huy động vốn trực tiếp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là gần 200 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy động từ cộng đồng và người dân gần 16,5 tỷ đồng. Thực hiện theo cái chủ trương của đảng nhà nước thì xã cũng xây dựng cái lộ trình nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2014 thì sang năm thì xã cũng đang cái thực hiện cái bê tông giao thông nông thôn mặt nhựa là 5, 5 mét trở lên và song song đó thì đang đầu tư cái hệ thống nước sạch nhằm đăng, thực hiện cái 19 tiêu chí của nông thôn mới. Xác định nhiệm vụ duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện, nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Từ đó, khẳng định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là chủ trương của ý đảng và lòng dân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đảng và nhà nước đối với vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Quyện cũng xác định là xây dựng nông thôn mới là một hành trình là không có điểm dừng. Nó có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Và chắc chắn rằng là chúng tôi cũng sẽ tập trung để quan tâm, duy trì, củng cố rồi không ngừng là nâng cao các cái tiêu chí xây dựng quyện nông thôn mới đã đề ra và cuối năm 23 là sẽ cố gắng sẽ đạt được hai xã nông thôn mới nâng cao để từ đó là chúng tôi sẽ thực hiện được cái quyện nông thôn mới nâng cao vào cái nhiệm kỳ tới. Với những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cùng với sự hỗ trợ của các sở ban ngành tỉnh, của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Tân Trụ tiếp tục chung sức, chung ý chí, chung niềm tin để cùng nhau xây dựng địa phương ngày càng phát triển, từng bước hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Xin chuyển sang những thông tin khác. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An phối hợp cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quyện, Quyện đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Quyện Đức Huệ tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động năm 2023. Phiên giao dịch việc làm lần này có 14 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng lao động trong và ngoài nước, cùng hơn 100 người lao động, học sinh, đoàn viên, thanh niên tham dự trong phiên giao dịch việc làm lưu động này ngoài việc được tiếp cận được các doanh nghiệp tư vấn tuyển dụng người lao động còn được chia sẻ thông tin hữu ích về hỗ trợ tìm việc làm đó là chương trình cho vai người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thông qua các phiên giao dịch việc làm nhằm giúp người lao động và doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi tìm hiểu thị trường lao động trong và ngoài nước Hội khuyến học thành phố Tân An tổ chức lễ trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Tại chương trình, 72 học sinh được nhận học bổng do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Long An tài trợ với tổng kinh phí 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, chương trình còn trao học bổng cho 57 sinh viên, học sinh trung học phổ thông với tổng kinh phí 197 triệu đồng do công ty For Orange tài trợ. Được biết năm nay công ty For Orange phối hợp với hội khuyến học tỉnh Long An trao 400 suất học bổng cho học sinh hiếu học trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị là 1,4 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, hội khuyến học thành phố Tân An tổ chức trao học bổng tổng cộng là 18 đợt cho 370 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là trên 600 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên giúp các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hội khuyến học huyện Bến Lức tổ chức trao học bổng cho học sinh sinh viên hiếu học vượt khó trên địa bàn. Chương trình đã trao tặng 35 suất học bổng cho học sinh sinh viên từ nguồn học bổng của công ty For Origins. Trong đó có 9 suất dành tặng sinh viên, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, 26 suất dành tặng học sinh trung học phổ thông, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi em học sinh, sinh viên còn được hỗ trợ thêm tiền xe đi lại là 150.000 đồng. Thưa quý vị, tình trạng ngộ độc rượu methanol tiếp tục nóng trở lại. Sau vụ việc mới đây có 5 người ở tỉnh Bắc Cạn phải nhập viện sau bữa ăn tại một quán lẩu, kết quả xét nghiệm của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy mẫu rượu trắng mà bệnh nhân đã uống có hàm lượng methanol cao hơn 30 lần mức cho phép. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về tác hại của tình trạng ngộ độc rượu methanol tức là cồn công nghiệp đối với sức khỏe, nhưng không ít người vẫn phớt lờ, tiếp tục lạm dụng rượu, sử dụng rượu không rõ nguồn gốc nhiều trường hợp tử vong cũng đã từng được ghi nhận lo ngại tình trạng ngộ độc rượu methanol sẽ tiếp tục nóng nhất là vào dịp cuối năm cục an toàn thực phẩm bộ y tế đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tại các tỉnh thành phố tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu ngộ độc methanol đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu nhỏ lẻ nấu rượu thủ công ngăn chặn kịp thời các loại rượu sản xuất pha chế không đảm bảo an toàn rượu không rõ nguồn gốc, không có nhãn mát đưa ra lưu thông trên thị trường. Trong những năm qua, Hoàng gia và chính phủ Thái Lan đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực đến tận cơ sở để giúp những người nông dân nghèo tăng thu nhập và thoát nghèo. Trong đó, mô hình dự án nông nghiệp hợp tác làng Gajanurak là một ví dụ điển hình. Đây là cánh đồng trồng rau trái của những người dân xã Banokrathin, huyện xã Nam Chay Khẹt, tỉnh Chà Trinh Sao ở miền đông Thái Lan. Nhìn khung cảnh dường tược tươi tốt này, ít ai biết được, chỉ một vài năm trước, nơi đây từng là dùng đất hoang không thể canh tác nông nghiệp vì không có nước và thường xuyên bị doi rừng quấy phá. Từ năm 2019, Hoàng gia Thái Lan đã triển khai một dự án bảo tồn tại năm tỉnh miền Đông, thiết lập một hệ thống giám sát và theo dõi các đàn doi, đồng thời đào hồ nước, tạo dùng trồng cỏ cho các đàn doi trong khu bảo tồn, từ đó giúp chấm dứt nạn doai rừng xâm phạm các khu dân cư. Tiếp đó, người dân trong xã Banh Nồng Krathin được mời tham gia dự án làng Kachanurak để trồng trọt trên những thửa đất từng bị bỏ hoang vì do rừng phá trước đây. Hầu hết những người tham gia dự án là người nghèo không có đất. Tham gia dự án này, họ không phải trả tiền thuê đất mà chỉ phải trả tiền nước tưới tiêu. Đến nay, dự án làng Kachanurak đã được triển khai tại 51 trên 299 làng bị ảnh hưởng bởi nạn do rừng tàn phá ở Thái Lan. Bữa ăn trường học từ lâu là mối quan tâm lớn tại nhiều quốc gia trên thế giới, bởi theo chính phủ nhiều nước, đây là nền tảng cho giới trẻ sở hữu sức khỏe và lối sống lành mạnh trong tương lai. Malaysia hiện đang triển khai một số chương trình hỗ trợ bữa ăn trường học cho học sinh, mục tiêu là nhằm bổ sung thực phẩm để có thể đáp ứng 1 phần 4 đến 1 phần 3 nhu cầu bữa ăn hàng ngày cho học sinh, đặc biệt là cấp tiểu học. Bà Zanma Abdul Razak, giám đốc vụ dinh dưỡng Bộ Y tế Malaysia cho biết, Tại Malaysia hay bất kỳ quốc gia nào khác, việc rèn luyện thói quen ăn uống tốt cho trẻ phải ngay từ nhỏ. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời điểm chúng ta đang phải đối mặt với gánh nặng kép về suy dinh dưỡng, trong đó tình trạng thiếu dinh dưỡng như thấp còi, gầy còm cùng tồn tại với tình trạng thừa dinh dưỡng dẫn đến thừa cân và béo phì. Ngoài ra, các trường học cũng được khuyên chỉ nên hợp tác với các bếp ăn có nhiều kinh nghiệm cung cấp thức ăn cho đối tượng học sinh, không phải là những bếp ăn đại trà. Còn tại Singapore, các trường học đang áp dụng tiêu chuẩn mới về bữa ăn học đường dành cho trẻ mẫu giáo và trẻ dưới 12 tuổi để tạo thói quen ăn uống lành mạnh từ khi còn nhỏ, ngăn ngừa tình trạng ăn quá ít hoặc ăn quá nhiều. Tiêu chuẩn mới này do tập đoàn y tế quốc gia đề xuất nhằm đáp ứng các yêu cầu về dinh dưỡng học đường. Ngoài ra, các hướng dẫn này còn bao gồm các khuyến nghị về vệ sinh thực phẩm, chẳng hạn như bếp ăn sạch sẽ và dán nhãn nguyên liệu. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng đã đề xuất các tiêu chuẩn mới cho thực đơn học đường nhằm khắc phục tình trạng béo phì ở hàng triệu trẻ em nước này, đồng thời cung cấp cho các em những bữa ăn bổ dưỡng hơn tại trường học. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, mỗi năm có khoảng 30 triệu trẻ em tham gia bữa trưa học đường quốc gia và 15 triệu trẻ tham gia bữa sáng tại trường học. Đây là những chương trình cung cấp các bữa ăn giá rẻ hoặc miễn phí tại các trường công lập và trường tư thuộc phi lợi nhuận. Dự kiến tiêu chuẩn mới này sẽ được áp dụng cho năm học 2024-2025. Trung Quốc rất tự hào khi vào ngày 20 tháng 7 năm 2021 đã cho ra mắt tàu đệm từ trường Maglev có thể đi với tốc độ tối đa lên tới 600 km/h là kỷ lục phương tiện đường bộ nhanh nhất thế giới. Sau 5 năm thi công, Maglev đã đạt mục tiêu chạy từ Bắc Kinh đến Thượng Hải chỉ trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Hệ thống tàu điểm từ trường có thể hoạt động bình thường với 2 đến 10 toa tàu và mỗi toa chứa hơn 100 hành khách. Nhờ những chiếc bánh xe tích hợp lớp đệm khí và hệ thống điện từ tính giúp giảm thiểu ma sát, tàu đệm từ trường còn có thể đạt vận tốc tối đa. Mặc dù vẫn còn nhiều hạn chế, song tàu đệm từ trường Matlab được xem là tương lai của ngành đường sắt thế giới bởi khả năng vận hành ưu diệt, tốc độ cao, ít gây tiếng ồn và không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Đầu tháng 10 vừa qua, chính phủ Indonesia đã khai trương tuyến đường sắt cao tốc Jakarta Bandung dài 138 km nối thủ đô Jakarta và thành phố Bandung, thủ phủ tỉnh Tây Java. Với tốc độ đạt 350 km một giờ, tuyến đường sắt này đã giúp giảm thời gian di chuyển giữa hai thành phố từ 3 tiếng đồng hồ xuống chỉ còn khoảng 40 phút. Còn tại Nhật Bản, tàu cao tốc hay gọi là Shinkansen là một trong những phát minh vĩ đại của đất nước mặt trời mọc ở thời kỳ hiện đại. Trong gần 60 năm qua, tàu Shinkansen đã chở hơn 10 tỷ lượt khách và chưa gặp phải bất kỳ tai nạn hay gia chạm nghiêm trọng nào. Tàu cao tốc là phương tiện tuyệt vời giúp người lao động sống tại khu vực xa xôi tiết kiệm thời gian đi lại khi đến các khu đô thị như Tokyo. Để khám phá đất nước mặt trời mọc, có lẽ tàu Shinkansen là phương tiện đường sắt Nhật Bản thuận tiện nhất. Quần tin Thế Giới vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.